Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm sồi lợn rất là ngon mà không bị vỡ và ăn rất là thơm theo cách truyền thống nhé. Trước tiên là mình thái những cái mỡ vặt ở trong bụng con lợn ra, gọi là mỡ lá đấy. Sau đó chúng ta sẽ thái này, hành này, rau răm này, xương sông này và rau húng này. Chúng ta thái nhỏ ra và thêm một chút lạc rang băm nhỏ nữa hoặc giã nhỏ ra. Rồi chúng ta thêm một chút bột ngọt và hạt tiêu thôi. Và nó ăn được cay, thêm một chút ớt băm nữa. Chỉ cần như vậy là mình đã xong được cái nguyên liệu để làm rồi rồi ạ. Không cần quá nhiều người, nhiều rau. Một phần rau, hai phần mỡ và 5 phần tiết. Tiết thì các bạn sẽ pha gấp đôi lượng nước lên nhé. Để cho tiết của chúng ta là đông, nó không bị mặn nhé. Sau đó chúng ta sẽ quấy lên để cho tiết của chúng ta nó hòa quyện và nó đông lại. Và lưu ý ở đây là tiết trước khi pha thì chúng ta đã phải lọc qua dây để cho nó hết cái phần cặn đi, tiết nó mịn hơn. Để một chút là tiết nó đã đông như này rồi thì chúng ta có thể cắt ra như này để khi chúng ta tuôn mở lòng cho nó dễ tuôn. Ở đây mình làm lòng già thì mình rửa bằng rượu, dùng rượu mai quý nộ thì nó rất là thơm, nó khử được luôn mùi, và thêm một chút xíu muối nữa vào. Chúng ta rửa sạch xong thì bỏ hết mỡ vặt bên trong lòng và những cái chất bẩn đi. Sau đó chúng ta trần qua nước nóng để cho lòng nó co bớt lại. Khi mà xong thì chúng ta sẽ buộc dây các đầu và mình cho vào nước chúng ta luộc. Và nhớ là luộc mở vung và chúng ta sẽ châm liên tục vào lòng để cho hơi nước nó ra và nó không bị vỡ nhé. Và mở vung như này thì đảm bảo là, và luộc với nửa vừa như này đảm bảo là nó sẽ không bị vỡ. Và chúng ta cứ châm liên tục như này để cho hơi nước nó ra, nó không làm cho lòng căng quá, nó không bị vỡ. Vì làm với lòng già như này mà làm sạch thì rất là dễ bị vỡ. Và đây mình sẽ nấu thêm một ít cháo, mình sẽ dùng ít đậu xanh và ít gạo mình cho vào nồi nước này và thêm vài miếng xương lợn. Thì mình sao xong khi luộc lòng xong thì mình ninh thêm một lúc là mình sẽ có một nồi cháo rất là ngon đây ạ. Khi mà luộc khoảng 30 phút với cái lửa nhỏ như vậy và nó sủi năm tăm và thỉnh thoảng mình châm này, lòng nó sẽ không bị vỡ và nó cũng sẽ hết cái phần nước máu đỏ trong da, thì là lòng đã rồi nó sẽ chín như thế này. Và khi mà rồi chín thì chúng ta vớt ra để nguội một chút là mình cũng có thể thái rồi ra để thưởng thức rồi. Còn cái nồi cháo này thì chúng ta có vài miếng xương rồi thì mình cứ cho vào mình ninh như vậy, mấy gạo như vậy và ninh cứ khoảng 30 phút là cháo nó cũng nhừ, nó mềm. Còn cái phần dồi này chúng ta thái ra. Các bạn thấy không? Khi mà dồi mà làm theo cách này ăn nó rất là mướt và ngon và đúng theo cái vị truyền thống á. Rất là ngon và dễ làm. Mình muốn chia sẻ để cho những hôm mà chúng ta có thời gian ấy, và các bạn muốn ăn cái vị dồi truyền thống thì các bạn có thể làm như này. Còn bây giờ mọi người hay làm dồi tiết, dồi tiết cũng rất là ngon. Nhưng mà mọi người này, ai thích ăn vị truyền thống thì lại thích ăn dồi này nhá. Và đây quay sang nồi cháo đi, nồi cháo của chúng ta cũng đã đặc ra ngon như thế này rồi. Các bạn múc thêm vài miếng dồi nữa làm và cho thêm ít hành lá, rau răm nữa là mình đã có một bát cháo lòng dồi rất là ngon rồi. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ.